Xin chào toàn thể các bác nhé, chào toàn thể mọi người. Hôm nay thì tổng lượng đơn của Hoàng Hà hôm nay đi khá nhiều đơn. Hôm nay thì toàn những sản phẩm Omni 506 này hoặc là tay 512 thôi. Anh cầm cho em cái này. Chung hôm nay thì đi cũng khá nhiều đơn các bác nhé, khá nhiều đơn. Hôm nay thì là ngày hôm nay ngày bao nhiêu nhỉ? Hôm nay ngày 22. Tổng hôm nay đơn của Hoàng Hà đi là ngày 22 có nhá, ngày 22. Tối ngày 22 đã xuất đi được những con sản phẩm Omni 506 và những con cây 512 rồi các bác nhá. Bác nào mà đã đặt shop của bên em thì hôm nay em cũng gửi luôn cho các bác rồi. Đấy, các bác nào mà đã đang đợi hàng và đang đặt hàng rồi thì các bác cố gắng đợi giúp em nhé. Hiện tại thì hàng đã đang đi rồi. Đấy, số lượng hàng đi quá khá nhiều ở trong buổi tối ngày hôm nay. Thì các bác nào mà đã đang đặt niềm tin của bên Hoàng Hà rồi thì hãy cố gắng đợi bên em nhé. Bên em thì vẫn sẽ cố gắng là làm sao để gửi hàng đi cho bác nhanh nhất có thể các bác nhé. Giờ thì em sẽ xin kết thúc video đây. Xin chào tất cả các bác.